khuyên người phải biết sám hối lỗi lầm. Những chuyện tà dâm người đời mắc phải rất nhiều, tuy ngay trước mắt không thấy quả báo xấu ác, nhưng trong chốn u minh mờ mịt vẫn có người âm thầm bị mất hết phước lành, có người ngấm ngầm bị tước đi tuổi thọ, có người bị loại khỏi đường công danh khoa cử, lại có người bị chết vì rắn độc, hổ báo, hoặc chết vì đao binh, vì bị kết tội ở cửa quan, hoặc vì những khổ nạn lũ lụt, nắng hạn. Ví như bản thân mình hiện nay có tạm thời thoát được, thì báo ứng ngày sau cũng sẽ đến với cháu con. Nếu đời này không đền trả tội lỗi, thì đời sau phải trả đủ mà thôi. Cũng giống như chim nằm trong lưới, dù vùng vẫy hướng nào cũng không thoát được. Như cá nằm trong chậu thủng, nước cạn dần nhất định phải chết. Người đời nay động tay nhấc chân đều rơi vào hố sâu hầm kín, dãy đầy nguy hiểm, thế mà vẫn điềm nhiên không biết sợ sệt. Một khi nghiệp báo đã đến, tay chân cuống cuồng, khác nào như con cua rơi vào chảo nước sôi. Lúc ấy mới than khóc thì sao còn kịp nữa. Xin rộng khuyên hết thảy mọi người nên sớm tự rõ biết nhân quả thiện ác, hết lòng sợ sệt quả báo xấu ác, hết lòng hổ thẹn những việc bất thiện, khởi tâm dũng mãnh đối trước chư Phật và Bồ Tát, mỗi mỗi sự việc lỗi lầm đều thành tâm sám hối. Được như vậy thì tội từ nơi tâm xấu ác sinh khởi, ắt cũng sẽ theo tâm chí thành sám hối mà diệt mất. Làm thiện tích đức đủ lâu thì tội chướng có thể tự nhiên tiêu diệt, thân tâm trong sạch như xưa. Nếu muốn siêu việt ra khỏi ba cõi, cần phải phát khởi thệ nguyện Bồ Tát, nguyện trong đời tương lai sẽ cứu độ cho hết thảy chúng sinh. Đối với tất cả những chúng sinh nào mắc phải tội báo của nghiệp dâm dục, đều phải phương tiện cứu thoát, khiến cho họ được hóa sinh từ hoa sen nơi cõi tịnh độ, không phải chịu cảnh tù ngục ở trong thai mẹ. Phát tâm như thế thì không chỉ tiêu trừ tất cả nghiệp chướng xấu ác mà còn được vô lượng phước báu. Cho nên trong kinh Niết Bàn có dạy rằng, ví như bông vải, dù có đến ngàn cân, giá trị cũng không thể sánh bằng chỉ một cân vàng ròng. Lại ví như giữa dòng nước sông Hằng mà đổ xuống một bát muối thì nước sông hoàn toàn không thể có vị mặn. Đối với tâm Bồ Đề cứu độ hết thảy chúng sinh, thì bao nhiêu nghiệp chướng cũng đều không thể làm cho vấy bẩn. Buông dao đồ tể, liền được lại chân thân bất hoại, quay đầu là bờ, lập tức vững vàng trên bờ giác. Phải nhanh chóng gấp rút tiến bước, vì thời gian trôi qua chẳng đợi người. Dù kẻ trí người ngu, đều nên tự mình nỗ lực gắng sức. Hồng Đảo. Vào triều Minh, có người tên Hồng Đảo, là con thứ của Văn Trung Công. Một hôm, trong lúc ông đi ra nhà xí, thì bị vong hồn một người đầy tớ đã chết lôi kéo xuống âm phủ. Thấy có một người dáng tôn quý mặc áo lụa ngồi giữa, hai bên có hai người mặc áo xanh đứng hầu. Hồng Đảo đem việc sắp tới thưa hỏi, người áo xanh liền lấy trong tay áo ra một tập sách đưa cho xem. Nhìn vào thấy chữ nhỏ li ti khó đọc. Hồng Đảo nhìn thấy được tên mình, nhưng không thể đọc hết những dòng chữ bên dưới. Cuối cùng đọc thấy một dòng chú thích ghi rằng, lẽ ra đáng nhận chức tham tri chính sự, nhưng vào ngày ấy, tháng ấy, gian dâm với một tỳ nữ trong nhà, nên giáng chức sang thượng thư tỉnh, làm chuyển vận phó sứ. Hồng Đảo sợ sệt khóc lóc, người mặc áo xanh liền nói, chỉ cần nỗ lực làm việc thiện thì vẫn có thể chuộc lỗi được. Rồi Hồng Đảo sống lại, mới biết mình chết đã 3 ngày. Từ đó hết sức tinh tấn làm việc thiện. Về sau, quả nhiên ông bị chuyển sang thượng thư tỉnh, làm chức quan chuyển vận sứ vùng Lưỡng Chiết. Nhớ lại chuyện cũ, trong lòng ông hết sức hoảng sợ, nhưng rồi cuối cùng cũng được vô sự. Ông sống thọ, quan chức lên đến Đoan Minh Điện học sĩ. Lời bàn: dễ phạm vào tà dâm, nhất là quan hệ với tỳ nữ.
đâu biết rằng điều đó làm hao tổn đi phúc lộc của mình. Cho nên, phải hết sức thận trọng việc này. Hạng Mộng Nguyên. Hạng Mộng Nguyên quê ở Bắc Trực. Trước đây có tên là Hạng Đức Phân. Một hôm, ông nằm mộng, tự thấy mình lẽ ra được đỗ cử nhân trong khoa thi hương năm Tân Mão, nhưng vì gian díu với hai cô tỳ nữ nên bị xóa tên. Tỉnh dậy, ông thề từ đó giữ giới không tà dâm, lại mỗi năm đều khắc kinh Kim Cang Ấn Tống. Về sau, ông nằm mộng đi đến một chỗ nọ, nhìn thấy một tờ giấy vàng, trên đó ghi tên người đỗ thứ 8 họ Hạng. Ở giữa có một chữ không đọc rõ, bên dưới lại thấy một chữ Nguyên. Nhân giấc mộng ấy, ông tự đổi tên thành Hạng Mộng Nguyên. Năm Nhâm Tý, dự khoa thi hương, ông đỗ thứ 29. Đến năm Kỷ Mùi, ông dự khoa thi hội, đỗ thứ 2. Trong lòng hết sức hoài nghi vì không hợp với giấc mộng xưa. Đến khi dự kỳ điện thí, ông đỗ hàng nhị giáp, thứ 5. Mới biết khi tính cả ba người đỗ hàng nhất giáp, thì đúng là ông đỗ thứ 8, hoàn toàn đúng như trong mộng đã thấy. Sau ông làm quan đến chức phó hiến. Lời bàn: lập lời thề giữ giới không tà dâm, đó là điều rất tốt. Khắc in kinh điển lưu hành lại càng tốt đẹp hơn nữa. Đâu chỉ là trừ dứt tội lỗi mà thôi, ắt còn được phước lành vô lượng. Người họ Điền. Vào khoảng cuối đời Minh, có một người họ Điền, phong lưu tuấn tú. Phụ nữ theo ve vãn muốn gần gũi ông rất nhiều. Họ Điền trong lòng tự biết là sai trái, chỉ có điều không tự giữ mình được. Một hôm, ông đến đọc sách ở chùa Nam Sơn. Có một vị thần ngay giữa ban ngày hiện ra nói với ông: nhà ngươi có phúc lớn, chỉ vì chuyện ông bướm đa tình mà hao tổn hết sạch rồi. Từ nay, nếu biết ăn năn sửa lỗi, may ra có thể sẽ được đỗ tiến sĩ, làm quan đến chức ngự sử. Họ Điền từ đó nỗ lực tu tỉnh sám hối, về sau quả được như lời thần nói. Lời bàn. Sách Giải Thoát Yếu Môn dạy rằng, nếu muốn sám hối nghiệp dâm dục đã tạo, nên quán chiếu nữ căn nguy hại như miệng rắn độc. Tội cũ tự nhiên tiêu diệt. Người đã phạm vào tội dâm dục, không thể không biết điều này. Nam mô A Di Đà Phật.
Ami Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật.